thế giới sẽ ra sao nếu ông Trump tạo địa chấn cho bầu cử Mỹ? Những sự kiện định hình bầu cử Tổng thống Mỹ. Bang Washington kích hoạt vệ binh quốc gia đề phòng bạo lực bầu cử. Thế giới sẽ ra sao nếu ông Trump tạo địa chấn trong bầu cử Mỹ? Thưa quý vị và các bạn, cử tri Mỹ sẽ bỏ phiếu bầu Tổng thống thứ 47 vào ngày 5 tháng 11. Trong cuộc đua vào Nhà Trắng được đánh giá là xích sao nhất từ trước đến nay giữa ứng cử viên Đảng Cộng Hòa Donald Trump và đối thủ từ Đảng Dân Chủ Kamala Harris. Nếu tái đắc cử, ông Trump không chỉ làm rung chuyển chính trường Mỹ mà còn có thể tạo ra những thay đổi lớn đối với an ninh và kinh tế thế giới. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng thảo luận kịch bản ông Trump đắc cử và tác động tới tình hình thế giới ra sao. Thưa quý vị và các bạn, đây là lần thứ 3 ông Trump tranh cử. Trong trường hợp đánh bại được đương kim phó tổng thống và trở lại Nhà Trắng, ông Trump không chỉ gây chấn động chính trường Mỹ trong lần thứ 3 tranh cử, mà những chính sách đối ngoại của ông có thể tạo ra ảnh hưởng sâu sắc đến cả thế giới. Trong quá trình vận động tranh cử, ngoài những ưu tiên nhằm cứu nước Mỹ, ông Trump còn phần nào nêu lên các vấn đề quốc tế mà ông cho là cần giải quyết, trong đó liên quan tới NATO, Trung Quốc, Ukraine và giải Gaza. Với NATO, ông Trump ám chỉ nếu tái đắc cử, ông sẽ giảm tài trợ của Mỹ cho NATO hoặc không thực hiện điều 5 trong Hiệp ước thành lập khối. Điều 5 quy định bất cứ cuộc tấn công nào nhằm vào một thành viên của khối cũng được coi là đòn tấn công nhằm cả vào liên minh và NATO sẽ phối hợp đáp trả. Ông thường xuyên chỉ trích các thành viên NATO vì đã không thực hiện cam kết chi tiêu tối thiểu 2% GDP cho quốc phòng. Năm 2017, ông mô tả NATO là tổ chức lỗi thời, khiến quan hệ giữa Mỹ với Liên minh trở nên căng thẳng và nhiều quan chức NATO đã thở phào khi ông Joe Biden chiến thắng năm 2020 với cam kết đưa nước Mỹ trở lại. Ông Trump không phải là Tổng thống Mỹ đầu tiên kêu gọi NATO tăng chi quốc phòng, nhưng những lời cảnh báo ông đưa ra nghiêm trọng và trực diện hơn, buộc các thành viên của khối phải hành động. Trong số 32 thành viên NATO, 20 nước đã đạt mục tiêu chi 2% GDP cho quốc phòng và đang tập trung hỗ trợ Ukraine. Ông Trump thậm chí còn đe dọa không bảo vệ các nước NATO chưa chi đủ cho quốc phòng và sẽ để Nga làm bất cứ điều gì họ muốn. Về phần Ukraine, theo Viện Chính sách tại Chatham, trụ sở tại Anh, Ukraine là bên có nhiều thứ phải lo lắng nếu ông Trump tái đắc cử. Với quan điểm nước Mỹ trên hết của mình, ông Trump nhiều khả năng sẽ gia tăng sức ép với Ukraine để nước này sớm đi đến thỏa thuận chấm dứt chiến sự. Ông Trump chưa bao giờ thể hiện mong muốn tăng hỗ trợ cho Ukraine, điều mà ông cho là tốn kém và lãng phí. Các nghị sĩ Cộng hòa trung thành với ông Trump từng khiến gói viện trợ hàng chục tỷ đô la Mỹ của Mỹ cho Ukraine bị trì hoãn suốt nhiều tháng tại Quốc hội. Ứng cử viên Phó Tổng thống Đảng Cộng hòa, ông Jim Devine, hồi tháng 7 cũng cho rằng tài trợ cho một cuộc chiến bất tận không phù hợp với lợi ích của Mỹ. Tại Trung Đông, ông Trump có thể giữ vai trò ổn định tình hình. Hiệp ước Abraham được coi là thành tựu đối ngoại lớn nhất trong nhiệm kỳ đầu của ông đã giúp bình thường hóa quan hệ giữa Israel và một số quốc gia Ả Rập. Hiệp định đã làm dấy lên hy vọng mang đến ổn định và thịnh vượng cho khu vực, nhưng triển vọng này đã bị lu mờ bởi chiến sự Israel-Hamas. Trong nhiệm kỳ của Tổng thống Biden, Mỹ đang mất dần vị thế tại khu vực Trung Đông. Kết quả một thăm dò thực hiện hồi đầu năm tại Trung Đông cho thấy khu vực đặt niềm tin vào Tổng thống Nga Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hơn là Tổng thống Biden. Giữa những biến động phức tạp ở Trung Đông hiện nay, nếu trở lại nắm quyền, ông Trump nhiều khả năng sẽ không thể cải thiện tình hình khu vực bởi ông tự nhận là Tổng thống Mỹ ủng hộ Israel nhất trong lịch sử. Trong nhiệm kỳ đầu, ông đề xuất kế hoạch hợp pháp hóa những khu định cư Israel ở bờ Tây, công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel và chuyển Đại sứ quán Mỹ về thành phố này. Điều đã làm gia tăng đáng kể căng thẳng giữa Israel với thế giới Ả Rập. Jerusalem là nơi có nhiều khu vực linh thiêng của Do Thái giáo, Hồi giáo và Cơ đốc giáo, đặc biệt là khu vực Đông Jerusalem. Israel chiếm khu vực trong cuộc chiến tranh Trung Đông năm 1967 và coi toàn bộ Jerusalem là thủ đô không chia cắt. Phía Palestine cho rằng Đông Jerusalem là thủ đô của nhà nước Palestine. Nghị quyết số 181 của Liên Hợp Quốc đặt Jerusalem dưới sự quản lý quốc tế, không thuộc lãnh thổ của Israel. Một diễn biến khó lường nữa là quan điểm cứng rắn của ông Trump về Iran. Dù ông Trump tuyên bố mình là Tổng thống yêu hòa bình, nhưng ông đã không ngần ngại sử dụng vũ lực nhằm vào Iran. Năm 2020, ông Trump đã ra lệnh tập kích hạ sát Qasem Soleimani, tư lệnh lực lượng đặc nhiệm Quds thuộc vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tại Iraq. Ông Trump cũng là người đã rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran và tăng cường sức ép trừng phạt với nước này. Ông gần đây còn nêu khả năng Mỹ sẽ xóa sổ Iran. Cạnh tranh Mỹ-Trung cũng là vấn đề được ông Trump chú trọng trong nhiệm kỳ đầu. Năm 2018, ông Trump khởi xướng cuộc chiến thương mại với Trung Quốc, áp thuế lên khoảng 300 tỷ đô la Mỹ hàng hóa nhập khẩu từ nước này, tìm cách đưa sản xuất trở lại Mỹ.
Cựu Tổng thống ấp ủ kế hoạch lớn cho nhiệm kỳ thứ hai áp thuế 60% với toàn bộ hàng hóa của Trung Quốc và thuế suất chung 10-20% với những hàng hóa nhập khẩu từ các nước còn lại vào Mỹ. Trung Quốc nhiều khả năng sẽ có những biện pháp đáp trả nếu Trump áp đặt thuế suất chưa từng có như vậy, khiến chiến tranh thương mại giữa hai nước sẽ tăng nhiệt đáng kể và kéo theo đó sẽ là sự cạnh tranh trên các lĩnh vực giữa hai siêu cường. Tuy nhiên, chính sách tăng cạnh tranh với Trung Quốc của Trump nhiều khả năng sẽ khiến Bắc Kinh xích lại gần hơn với Moscow để tạo nên thế đối trọng. Trong bối cảnh ông Trump xa rời các đồng minh truyền thống ở châu Âu, Mỹ sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi đối mặt với sức ép cạnh tranh về mọi mặt từ Nga và Trung Quốc. Ông Trump còn nổi tiếng vì khó đoán, thất thường và quan điểm của ông về biến đổi khí hậu cũng cho thấy điều này. Ông từng cho rằng tình trạng ấm lên toàn cầu là một trò lừa đảo, bác bỏ khoa học khí hậu, nhưng sau đó thừa nhận con người phải chịu phần nào trách nhiệm. Ông Trump trong nhiệm kỳ thứ hai có thể thu hồi các chính sách bảo vệ môi trường của ông Biden, một lần nữa rút Mỹ khỏi thỏa thuận khí hậu Paris về giới hạn phát thải khí hiệu ứng nhà kính. Thủ tướng Canada ông Justin Trudeau từng cảnh báo rằng việc ông Trump trở lại nắm quyền có thể cản trở cuộc chiến chống biến đổi khí hậu toàn cầu. Ông Trump có thể tạo ra điều chưa có tiền lệ 132 năm trong bầu cử Mỹ. Theo phân tích của Newsweek, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể làm nên lịch sử với tư cách là Tổng thống thứ hai của Mỹ phục vụ các nhiệm kỳ không liên tiếp nếu ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm nay. Một kỳ tích được ghi nhận gần nhất là cách đây 132 năm. Ông Trump là Tổng thống bị đánh bại đầu tiên tái tranh cử kể từ cuối thế kỷ 19. Tổng thống Theodore Roosevelt tranh cử nhiệm kỳ thứ 3 vào năm 1912, nhưng trước đó ông chưa bị đánh bại và không giành được đề cử của đảng lớn. Chỉ có một người đã phục vụ hai nhiệm kỳ Tổng thống Mỹ không liên tiếp, đó là ông Grover Cleveland của Đảng Dân Chủ. Ông được bầu làm Tổng thống lần đầu tiên vào năm 1884. Ông bị ứng viên Đảng Cộng Hòa Benjamin Harrison đánh bại trong cuộc tái tranh cử năm 1888, mặc dù giành được đa số phiếu phổ thông trong cả hai lần. 4 năm sau khi tranh cử không thành công, ông Cleveland lại là ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ và tiếp tục giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 1892, trở thành Tổng thống Mỹ duy nhất làm được điều đó. Ông vừa là Tổng thống thứ 22 và cũng là Tổng thống thứ 24 của nước Mỹ. Để đắc cử Tổng thống, một ứng cử viên phải giành được ít nhất 270 phiếu đại cử tri. Trong khi đó, ứng cử viên giành đa số phiếu bầu phổ thông chưa chắc đã trở thành Tổng thống. Năm 2016, ứng cử viên Hillary Clinton giành được nhiều phiếu phổ thông hơn, nhưng ông Trump mới đắc cử nhờ có nhiều phiếu đại cử tri hơn. Ông Trump có 3 lần làm ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa. Lần đầu tiên vào năm 2016, lần thứ hai vào năm 2020 và bây giờ là năm 2024. Cuộc đua của ông với ứng cử viên Đảng Dân Chủ, Phó Tổng thống Kamala Harris đang vô cùng căng thẳng. The Hill dự đoán khả năng ông Trump tái đắc cử là 54%. Những sự kiện định hình bầu cử Tổng thống Mỹ. Bầu cử Tổng thống Mỹ năm nay ghi dấu với nhiều biến động trong chặng cuối khi Đảng Dân Chủ thay ứng cử viên giữa dòng và ứng cử viên Đảng Cộng Hòa liên tiếp bị ám sát hụt. Chỉ vài ngày nữa, Mỹ sẽ bước vào cuộc bầu cử Tổng thống, chọn người chèo lái đất nước trong 4 năm giữa ứng cử viên Đảng Cộng Hòa Donald Trump và ứng cử viên Đảng Dân Chủ Kamala Harris. Trong những tháng trước đó, cuộc bầu cử đã chứng kiến nhiều sự hỗn loạn và biến động, đặc biệt là trong chặng cuối. Bước ngoặt đầu tiên của cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm nay đó là việc bồi thẩm đoàn của Tòa án Hình sự Manhattan, New York ngày 30 tháng 5 tuyên bố ông Trump có tội với toàn bộ 34 tội danh trong vụ truy tố làm giả hồ sơ kinh doanh, chi tiền ém nhẹm thông tin bất lợi khi tranh cử năm 2016. Cáo trạng 34 tội danh do công tố viên quận Manhattan đưa ra hồi tháng 4 năm 2023. Tiêu điểm của cuộc điều tra đã là khoản chi bịt miệng $130,000 cho Stormy Daniels để sao khiêu dâm này không lên tiếng về mối quan hệ với ông Trump. Với phán quyết của bồi thẩm đoàn, ông Trump là cựu Tổng thống Mỹ đầu tiên trong lịch sử bị truy tố và kết tội. Ông cũng trở thành ứng cử viên đầu tiên của một chính đảng là người bị tuyên bố có tội khi chạy đua vào Nhà Trắng. Nhưng việc bị kết tội không ngăn cản ông Trump tiếp tục chạy đua vào Nhà Trắng về cả mặt pháp lý lẫn chính trị. Đảng Dân Chủ thay ứng viên giữa dòng. Gần một tháng sau khi bị kết tội, ông Trump bước vào cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên trên truyền hình trong mùa bầu cử năm nay với đương kim Tổng thống Joe Biden hôm 27 tháng 6. Ông Biden khi đó tràn đầy tự tin sẽ đánh bại ông Trump, dù nhiều người thuộc Đảng Dân Chủ hoài nghi về năng lực thể chất và tinh thần của ông. Nhiều người đã kỳ vọng có cuộc tranh luận là cơ hội để Tổng thống Mỹ trấn an các cử tri rằng ông vẫn đủ khả năng giành chiến thắng trước ông Trump và tiếp tục lãnh đạo đất nước trong 4 năm tới, đập tan những công kích của phe Cộng Hòa về tuổi tác của ông. Tuy nhiên, ông Biden lại xuất hiện trên sân khấu với giọng nói nhỏ, khan và có vẻ ngập ngừng, nhiều lần hắng giọng và có lúc nói nhịu ngay từ những phút đầu tiên của cuộc tranh luận, thời điểm khán giả theo dõi chăm chú nhất. Nhận thấy điểm yếu của đối thủ, ông Trump áp dụng chiến lược công kích dồn dập ngay từ đầu, đẩy ông Biden vào thế bị động.
sau cuộc tranh luận được đánh giá là đáng thất vọng, ông Biden đối mặt với áp lực ngày càng tăng trong đảng Dân Chủ về việc rút khỏi cuộc đua. Trước sức ép quá lớn, ông Biden thông báo dừng cuộc tranh cử vào ngày 21 tháng 7 và ủng hộ Phó Tổng thống Kamala Harris trở thành ứng cử viên của đảng. Bà Harris ngày 20 tháng 8 xuất hiện trực tuyến trong Đại hội Toàn quốc Đảng Dân Chủ ở Chicago, chính thức nhận đề cử ứng viên Tổng thống của đảng. Đây là dấu mốc quan trọng đưa bà Harris lên cỗ xe chạy đua với ông Trump trong chặng nước rút. Ông Trump bị ám sát hụt. Nước Mỹ ngày 13 tháng 7 rúng động khi cựu Tổng thống Donald Trump bị ám sát hụt trong lúc phát biểu tại cuộc meeting ở Butler, bang Pennsylvania. Viên đạn xuyên qua vành tai bên phải khiến máu chảy xuống mặt cựu Tổng thống. Ông Trump lập tức được lực lượng mật vụ che chắn và hộ tống rời khỏi hiện trường. Tuy nhiên, thay vì tỏ ra sợ hãi, ông lấy lại tinh thần, nhìn thẳng vào đám đông ủng hộ phía dưới, liên tục vung nắm đấm, hô lên trời, hô to những câu chiến đấu và chiến đấu. Đây đã trở thành hình ảnh mang tính biểu tượng cho cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024. Cú vung nắm đấm cũng được coi là cử chỉ cho thấy bản lĩnh và cách cựu Tổng thống làm chủ tình huống trong mọi thời khắc khó khăn. Hai tháng sau, ông Trump tiếp tục đối mặt với âm mưu ám sát khi mật vụ phát hiện và nổ súng vào một nghi phạm mang súng ẩn nấp trong bụi rậm gần sân golf ở West Palm Beach, bang Florida ngày 15 tháng 9. Ông Trump được mật vụ che chắn, đưa lên xe rời khỏi sân golf và không gặp nguy hiểm trong vụ việc. Cuộc tranh luận giữa Trump và Harris. Trump và Harris tranh luận trực tiếp lần đầu tiên vào tối mùng 10 tháng 9 trong sự kiện do đài ABC tổ chức tại thành phố Philadelphia. Bà Harris được nhận xét đã khiến đối thủ bối rối, liên tục giăng bẫy bằng những lời mỉa mai và khiêu khích, khiến ông Trump nổi giận và mất kiềm chế. Nhiều chuyên gia và phe dân chủ cho rằng bà Harris đã có màn tranh luận thành công. Tuy nhiên, vẫn có người cho rằng Phó Tổng thống Mỹ phải đánh đổi bằng việc mất đi cơ hội thông báo rõ với cử tri về những chính sách mà mình theo đuổi. Ứng cử viên Dân Chủ sau đó muốn tận dụng ưu thế, thách thức ông Trump tiếp tục tranh luận trên truyền hình. Tuy nhiên, ông Trump từ chối tham gia, chỉ trích những cuộc tranh luận như vậy chỉ có lợi cho phe Dân Chủ. Bang Washington kích hoạt vệ binh quốc gia đề phòng bạo lực bầu cử. Thống đốc bang Washington Jay Inslee đã yêu cầu một số thành viên lực lượng vệ binh quốc gia trong tình trạng sẵn sàng đối phó với bạo lực liên quan tới bầu cử. Theo đó, ông quyết định điều động vệ binh quốc gia hỗ trợ lực lượng hành pháp và cảnh sát tuần tra của bang khi cần thiết để dập tắt mọi tình huống bất ổn liên quan tới bầu cử. Động thái của thống đốc Washington diễn ra sau khi Bộ An ninh Nội địa cảnh báo trên toàn quốc về các mối đe dọa với cơ sở hạ tầng bầu cử và vụ phóng hỏa thùng phiếu ở thành phố Vancouver của bang này. Theo ông Inslee, hàng trăm lá phiếu đã bị hủy hoại trong vụ cháy này. Washington là bang có truyền thống ủng hộ đảng Dân Chủ và Phó Tổng thống Kamala Harris được cho là sẽ dễ dàng đánh bại ông Donald Trump. Theo phòng nghiên cứu bầu cử đại Florida, hơn 2 triệu người ở bang Washington đã bị bỏ phiếu sớm. Cục điều tra Liên bang Mỹ FBI đang vào cuộc điều tra vụ hai thùng phiếu chứa phiếu bầu vắng mặt tại bang Oregon và bang Washington bị phóng hỏa, trong khi giới chức địa phương gọi đây là bạo lực chính trị và tấn công vào nền Dân Chủ của nước Mỹ.